Chào mừng quý vị, các bạn đã trở lại chương trình Chinh Phục Thực Khách. Ba vị thực khách của chúng ta sẽ chơi một cái game để mà giành cái quyền ai là cái người quyết định cái thứ tự thưởng thức món ăn của khách mời. Thì chương trình của chúng ta ngày hôm nay mang đến một trò chơi mang tên là ăn bánh bằng cơm mặt. Ai ăn bánh trước thì người đó có quyền quyết định. Ok. Là chỉ cắn cái là được rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi chơi. Bắt đầu. Đây là gì? Thì chán đó. Nó dính dầu quá. Chiều rất hoài vậy. Xuống rồi nè, xuống được một đất thang. Cực khổ quá vậy nè. Sao mà ăn uống mà cực quá vậy? Mỏi quá. Wow, được một con mắt rồi nè. Có người thắng rồi, mừng quá ơi. Thân có người thắng rồi. Mừng quá. Mà nó không xuống luôn rồi. Rồi, chuẩn bị chúng ta sẽ đón nhận cái món ăn như thế nào để mà Linh Lê có thể đưa ra quyết định chính xác là ai sẽ thưởng thức đầu tiên. Vâng, xin mời hai vị khách mời của chúng ta. Được quá. Wow. Wow, hấp dẫn nha. Rồi em đi, người vào đây. Ý. Ê, gì hấp dẫn dữ ta. Sau khi nhìn bằng mắt những cái món ăn trước mắt đây thì Linh hãy quyết định ai là người thưởng thức trước cái phần quà của hai vị khách mời. Thì anh Khánh kêu em nhìn, em đánh giá trước nha. Thì cái này nó hơi khét một tí. Nó có một chút xíu à. Còn về cái này là tôm gì em? Dạ, đây là tôm cuộn khoai tây mì gói. Em thấy giống như cái tôm chiên xù á, em chả thấy mì gói đâu hết. Hồi nãy có nhớ không, cái cục bánh chua nếp. Đúng rồi. Bé bức nát. Nó nằm sâu bên trong anh. Bây giờ mình thưởng thức thôi. Thì em là người ăn trước đúng không? Bây giờ anh sẽ thưởng thức cái món của bạn Hương. Dạ. Cái hình thức thì thấy con tôm nó rất là ủ ụ. Chấm tương. Em phải ăn trước. Nhìn em trông có vẻ ngon lắm mà. Không, cái mặt đâm chiêu rồi. Cái mặt này bắt đầu trở lại rồi. Chị thấy cái mặt này không phải rồi. Mì với lại bột hơi nhiều á. Con tôm thì anh tìm mãi mới thấy con tôm. Đây bây giờ anh sẽ chấm. Chấm bây giờ đỡ nghén. Khoan thai rồi. Cái này phải chấm tương mới ngon. Ngon quá kìa. Anh chị ăn. Không, bây giờ phải đợi. Chị không được quyền. Đợi chủ cả họ quyết định. Không phải tận hưởng. Cho dù nó không được như ý của em thì không được như ý của em nên em bắt về cho anh Khánh. Ok, cảm ơn. Trời ơi, bị đặt ăn kiểu cát kìa. Thấy không, khi mà anh sắn một cái đó anh vẫn chưa sắn trúng cái phần tôm. Đúng rồi, nó là bọc cái kia trước mà, cho nên anh sẽ ăn luôn phần bánh để anh cảm nhận cái vị bánh. Ướp cũng nhạt. Giỡn chứ vừa phải. Ngon nhất là phần tôm đó em. Tôm như thế nào anh? Em đâu có ướp gì đâu đúng không? Dạ không. Đúng rồi. Nhờ em không ướp gì nó mới ngon á. Nó có vị original của tôm. Khi mà mình ăn vô á, cái vị tôm vốn gì nó đã chút xì. Nhưng mà nhờ em bọc cái này đó thì có những cái bột này nó hút hết những cái nước của tôm ra. Nó không còn ngọt nữa. Đúng. Thì cái vị ngọt nó sẽ lẫn vô cái phần mì này. Cho nên là bây giờ anh ăn mì thì anh sẽ nghe thấy mùi tôm. Và anh nghe tôm thì anh sẽ thấy mùi mì gói. Rất hay. Mì vậy? Hay lắm, thú vị lắm. Nhưng mà thực ra là lý do sao em bọc như vậy là tại vì mình ăn một con rồi thôi là mình no tới ngày mai luôn anh. Anh cần no ngắn hạn thôi. Nhưng mà cái tâm quyết
Nãy giờ không ai để ý tới cái miếng cà của em, nhưng mà anh nghĩ nó có mùi cơ trong đó. Trời ơi. Ừ. Ngon không anh? Ngon. Anh thấy cái vị nó như thế nào? Cái vị cà kết hợp với vị tương ớt nó ra cái vị chua chua cay cay. Giống gà bó xôi không? Đúng. Gà bó xôi. Rồi. Sao chị? Thì mặt chị hoang mang quá. Chị Hoa làm cho em nhớ cái tập đầu á, mà bạn Thịnh làm cái món mà mình chán miệng á, ăn nó khô quá. Kẹo. Cha mẹ ơi, cha mẹ ơi. Rụp. Thì nó chị muốn đái một cái vậy là. Thôi qua luôn đi tao. Tao nuốt không được. Thì kế tiếp sẽ là cái món của bạn Nhậm. Thì em sẽ có quyền quyết định là ai sẽ ăn món này trước. Thì bây giờ em sẽ đưa chị Hoa đi. Đưa chị thì chị xin. Trời ơi, nhìn là biết dân cắt bánh trung thu rồi. Ủa, Linh sao chị ăn nay hiền quá, cho chị ăn trước kìa. Tại vì em thấy cái này nó hơi khét, em cũng đang hoang mang lắm, em cho chị thử nghiệm em trước. Em nhìn bề ngoài rồi, em nhìn bên trong nè, mọng nước chưa? Mọng nước đâu, nhấn thử coi. Nhấn thử coi ra nước không, nhấn thử coi, nước đâu? Đổ nước quá trời nước rồi, có đó. Nước thịt. Cái đó dầu đó. Là nước, vẫn là nước, đừng nước cãi thôi. Nước của cà chua đó, nước của cà chua đó. Thôi để mình thử luôn. Ê, ok nha các bạn. Đây, Linh cứ suy nghĩ thật là kỹ trước khi ăn. Em dự định ban đầu là em định nhìn cái thái độ của anh chị ăn. Nhưng mà bây giờ đưa qua em rồi, giờ em không biết phải làm sao đây. Đây, cứ nhìn thái độ đi rồi hãy ấy. Sao chị? Sao chị có phải chịu đựng đấy? Chị không nói. Chưa bao giờ tôi cảm thấy khó chấm như bây giờ. Thiếu một cái gia vị chí mạng của món hamburger bắt buộc phải có. Khoai tây. Ủa, hành tây. Hành tây, đúng vậy. Hành tây nó làm cái hương vị mà khi mà chúng ta cắn vô cái có cái độ tướng lên. Tinh thần ăn hamburger là mình phải cầm như vậy nè. Ừ, có vẻ là chắc là anh Linh thấy ngon ấy, thấy anh nãy giờ ăn. Không, anh không thấy ngon. Nhưng mà anh muốn nêu lên cái tinh thần hamburger là mình phải cầm như vậy. Đúng rồi. Hay là em cứ ăn luôn đi. Dạ. Mọi người thấy ở đây có gì rất kỳ không? Tự nhiên bốn người ăn mà một người không chịu ăn. Không sao đâu. Tại vì có những thứ mình không nên thử vì mình biết trước kết quả rồi. Tại vì em rất tự tin, tại vì em biết chắc chắn là mọi người sẽ hài lòng. Anh nhìn không? Chị ăn này rất có tâm luôn. Hương, em thấy sao? Em thấy nó kiểu như là nó hơi ngán. Ngán đúng không? Vậy công tâm, em thấy cái cục này ngán hay cái cục kia ngán? Em nghĩ là cái cục em nó còn ngán hơn cái cục này. Hay, bé hay, bé rất hay, đúng. Em xin đại diện bạn Nhậm, em xin lỗi các anh chị. Chắc có điểm hả? Có điểm rồi đó, có điểm sẵn trong đầu luôn rồi. Đúng là cái người đẹp trai cầm cái bút cũng thấy, nói chung là toát lên cái vẻ mà kiểu là oppa. Khó chấm quá Nhậm ơi. Chấm Hương trước đi. Chưa bao giờ nếm được cái hương vị món ăn nào mà lạ như cái món ăn của em. Anh đã tiếp xúc rất là nhiều nghệ sĩ, anh ăn rất nhiều, nhưng mà món này lạ quá. Cho nên là anh phải... Cộng điểm đi anh, lạ. Ok, cộng điểm. Cộng điểm, dạ. Món này anh cộng 2 điểm. Là mấy cộng 2 anh? 6 cộng 2. 8 điểm. Wow. Anh ơi, anh tuyệt vời quá. Ăn xong hai cái miếng đó, cái miệng chị gắt dầu luôn. Cái con tôm của em á, nó bọc, nó mặc áo ấm bự quá. Ừ, trời lạnh quá, mở phao. Mà chị thì không thích áo phao, chị nóng được. Nên mới mốt cho chị cái áo gió thôi. Nha, nó là chưa hợp khẩu vị chị lắm. Dạ. Nên chị cho em 8.5. Wow. Hồi em chị nghĩ 8.5 cũng cao. 8.5 là cao rồi đó. Xinh đẹp.
Anh thì anh thấy cái món của em á cũng được, nhưng mà cái phần bột nó hơi dày. Dạ. Với lại anh nghĩ tất cả những cái đồ mà em nấu, em chiên lên, em không có ướp gia vị, em chỉ dựa vào cái tương ớt để em chấm để cho nó tôn lên cái món ăn của em. Dạ. Nên anh sẽ cho em 7.5. Trời ơi, nghiêm khắc quá, lớn chuyện đi, làm lớn chuyện đi. Không, nhưng 7.5 là cũng cao mà, 7 dạ. điểm rưỡi trên mấy điểm anh? 10/10. Vậy là cao rồi, em cứ tưởng cho 100 kìa. Đúng, anh nói thiệt á, 5 điểm còn cao mà. Có điểm thì vui rồi. Và tổng số điểm của Lan Hương là 24 điểm. Đã đẹp trai còn tính toán nhanh nữa. Nửa khéo, nửa 10 điểm nha chú nha. Cái món ăn của Nhậm á, mình ăn mình nếm được cái vị biết điều ở trong đó. Vị biết điều. Cái vị rất là khéo léo. Em chưa cơ hội gặp anh Khánh bao giờ, nhưng mà em giật mình cái em thấy anh ở ngoài đẹp hơn trên phim. Thấy anh ngoài đẹp trai trong một uy tín nữa cơ. Tức là cái người nấu á, là họ đặt cái tâm của họ và cái người nấu món ăn này có cái góc nhìn. Wow. Đúng. Cho nên anh sẽ cho Nhậm 8.5. Wow. Không phải 5 điểm là cái điểm khen đúng không? Đúng, đúng. Cái bạn Nhậm này á, tuy là món ăn bạn đó cũng không được điểm tuyệt đối, nhưng mà cái điểm ứng xử của bạn đó chắc 10 không? Đúng, điểm ứng xử là phải 10. Cái con tôm á, tôi ăn không hết được cái vỏ nha bạn. Ừ. Nghĩa là nó có kiểu như nó mềm quá, nó không hết cái miếng hamburger này nè. Hamburger này cho dù nó cũng dày, là tôi ăn hết được miếng này nên tôi cho bạn này 9 điểm. Wow. Cái phần bột của em nó cũng hơi dày. Dạ. Với lại nếu mà cái tinh thần cái đúng cái món hamburger thì nó phải có cái sốt. Thì lần sau anh sẽ mong là em sẽ để cái sốt đó vô. Dạ. Rồi thì bây giờ anh sẽ cho em 8 điểm. Cảm ơn. Ok, tuyệt vời. Và tổng điểm của em là 25.5. Cảm ơn bạn Hương được 1.5. Cũng hay, nhưng mà bây giờ mình còn cái phần nhân đôi nữa, cái phần nhân đôi mới quyết định nha. Như mọi người cũng đã thấy, tại vì em thấy lúc đầu là em rất là nhiệt tình với anh Khánh. Trời anh ơi, Khánh quá rất nhiệt tình với em. Nên em quyết định chọn anh Quốc Khánh. Đó. Người ta có ăn hết đâu, trong khi hai chúng tôi ăn hết. 9 cộng 8.5 nhân 2 cộng cho 8, 34 điểm. Và bên đây em đã chọn ai? Mọi người biết không? Thì nếu như mà mình nhìn ngắm những cái gì đó đẹp đẹp ở ngoài kia là mình sẽ thấy những bông hoa. Dạ, em là Hương nên chắc chắn em sẽ chọn chị Hoa rồi. Dạ. 32.5. Wow. Ảnh hùa đó. Không sao, có điểm này vui rồi. Đúng không? Mình tới chương trình này đâu phải là mình nấu ăn ngon đâu. Mình dạ. tới đây mình thử thách. Ừ. Mình đấu với nhau để cho anh em có tiếng cười thôi. Dạ. Lại là một cái tiền lệ của chương trình, một cái tiền lệ nào đó tôi không có thể nào mà xác định được. Khách mời tới đây mà ngồi kế Ngọc Hoa lại được Ngọc Hoa trao cúp. Wow. Nhường cái phần trao cúp cho cái người đứng gần với Thịnh nhất, đó là Ngọc Hoa. Yeah. Cái công ty là chị mua mà. Đây cho em nha. Em cảm ơn. Cảm ơn em đã tới chương trình. Em nói gì đi chí hử? Đúng thật là đóa hoa nào cũng đẹp. Quan trọng nhất là đóa Ngọc Hoa. Thôi, chúng mình nhầm nha. Như mẹ cũng đã biết thì mẹ là giáo viên dạy tiểu học. Thì mẹ cũng đọc rõ những chữ trên này là gì đúng không? Chinh phục thực khách. Đấy, con đặt cúp rồi mà con hy vọng là thực khách cuối cùng mà con muốn chinh phục đó chính là mẹ. Con hy vọng sẽ sớm trở về nhà nấu một món ăn ngon cho mẹ thưởng thức. Và con nghĩ là dù có ngon hay không thì con cũng sẽ bỏ hết công sức vào đó nấu cho mẹ một món ăn thật ngon. Yêu mẹ thật là nhiều. Ui, thương quá. Lan Hương, em có cái lời gửi nào đến gia đình của em không? Dạ thưa mẹ, thì đó giờ mẹ cứ nghĩ là con không biết nấu ăn đúng không? Thì mẹ đã nghĩ đúng rồi đó. Thì mặc dù ngày hôm nay con bị chê khá là nhiều, nhưng mà không sao, hôm nay con đã tới đây và được lên TV như vậy là cũng vui rồi. Con hy vọng là mẹ coi được cái số này của con, mẹ sẽ không chửi con. Dạ mặc dù con đã làm mất mặt gia đình của mình. Không có, không. Thôi vỗ tay đi, không có mất mặt. Không có mất mặt. Cảm ơn hai cô đã mang đến đây hai thiên thần bé nhỏ. Hai thiên thần rất là vui tính, và chương trình mong là hai thiên thần của chúng ta sẽ luôn vui tươi,
sẽ luôn lúc nào cũng giữ cái tinh thần thoải mái như vậy. Cảm ơn mọi người đã đến với chương trình. Cảm ơn khán giả đã quan tâm và theo dõi chương trình của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty Madison Media Group thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.